Ba mẹ con sang bên đây để tập hả? Dạ, ồ, bữa nay đi ngon lành nhé hả? Dạ. Để cá bột đi luôn. Đi đi con, cứ đi đi. Chống gậy đi luôn. Hôm nay tháo bột ra đi buông luôn nha. Dạ. Dạ dạ. Tài cũng quá mất mười mấy ngày rồi nhưng mà không. Thứ ba này là đúng 2 tuần á. À 2 tuần là quá 2 tuần rồi. Chị này về sau mình nhon lắm này. Hey, mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại mỏ Cày Bắc của tỉnh Bến Tre các bạn. Hôm nay thì mình đang cùng đoàn với bác sĩ Tố của bệnh viện STO Phương Đông xuống dưới đây để tháo bột cho ba mẹ con tàn tật ở dưới Bến Tre các bạn. Thì do cái tình hình dịch bệnh á thì ba mẹ con của bé thì không có lên bệnh viện được. Cho nên là đã qua cái ngày mà tháo bột cho hai bé là 15 ngày rồi. Nhưng mà do cái tình hình dịch bệnh phức tạp thì hôm nay bệnh viện quyết định cử bác sĩ cũng như y tá xuống để tháo bột cho mấy bé. Bởi vì nếu như mà để lâu quá thì cái bột thứ nhất là nó không còn tác dụng, cái thứ hai là nó bất tiện cho mấy bé và nó sẽ bị không có vệ sinh được các bạn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chân. Thì đúng ra thì bệnh viện sẽ xuống, đưa xe xuống để đón ba mẹ con lên bệnh viện để tháo bột cũng như tái khám cũng như chụp phim chụp hình lại để xem cái tình trạng của chân của hai bé như thế nào. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh đang phức tạp ở Sài Gòn cho nên là không có thể đưa ba mẹ con lên Sài Gòn được. Cho nên là hôm nay mình đang đồng hành cùng với các bác sĩ y tá của bệnh viện STO Phương Đông xuống dưới đây để trực tiếp tháo bột tại nhà cho ba mẹ con. Thì tháo bột xong thì để cho hai bé tập đi tập đứng ở nhà, rồi sau khi mà hết dịch thì sẽ đưa lên Sài Gòn để chụp phim chụp hình và kiểm tra lại ở bệnh viện các bạn. Hôm nay mình đi cùng có bác sĩ Quỳnh cũng như một cô y tá nữa xuống dưới đây để mang đồ nghề xuống để tháo bột cho hai bé trực tiếp tại nhà luôn. Cái chân của hai bé là quá là 15 ngày rồi các bạn. Nhưng mà do không thể đi được, chỉ đi trong ngày về được. Chứ nếu mà đi qua đêm thì về các cái khu vực tỉnh miền Tây này á thì sẽ không, người ta không cho ở các bạn. Bởi vì các nhà nghỉ, các nhà trọ bây giờ đóng cửa toàn bộ rồi. Mà nếu mình về mình ở lại qua đêm thì nó sẽ bị gọi là giống như bắt đi cách ly á. Cho nên mà chỉ có tranh thủ đi xong là về luôn, chứ không có ở lại qua đêm các bạn. Cho nên là một số các trường hợp ở miền Tây mà thời gian ở đây mình vẫn chưa ghé thăm được, bởi vì không thể nào mà đi trong ngày về được luôn các bạn. Cho nên là cũng mong mọi người thông cảm về cái tình hình của mình. Con chào ông. Ủa, mấy mẹ con đâu hết rồi ông? Đi đâu vậy? Đi qua nhà trai đó bạn ơi. À. Dạ dạ, con ở trên bệnh viện mới xuống. Ngồi đi bác. Mẹ kêu nó chào ông. Bà đang ngủ hả? Bà mới nằm. Con chào bà. Ông khỏe không bà? Mới xuống. Dạ vâng, con mới xuống. Xuống để tháo bột cho hai bé. Dạ. Bà bữa nay tình hình sức khỏe sao rồi? Đúng rồi, mệt mệt rồi mẹ. Mệt rồi cơ. Dạ. Bà nghỉ đi, bà ngủ đi, con xem mấy bé đâu để tháo bột cho mấy bé cái. Dạ. Ba mẹ con là ngủ có cái nửa cái giường này này. Ủa, đây có cái mộ à ta? Cái này cái mộ cổ. Cái này cái mộ cổ đúng không? Mộ này từ thời ấy nhỉ?
Để ở ngoài không lỏng. Anh xin ra để không để. Dạ. Anh phải để ở nhà. À, ờ, ba mẹ con sang bên đây để tập hả? Dạ, ồ, bữa nay đi ngon lành nhé hả? Dạ. Để cá bột đi luôn. Đi từ từ thôi, từ từ. Đi giúp mẹ đi. Đi từ từ để chừng chị em đi xuống nhà. Con đi đi, đi chú tiếng kìa. Ừ, đi đi con, cứ đi đi. Chống gậy đi luôn. Hôm nay tháo bột ra đi buông luôn nha. Dạ. Nó bực bội chừng cái hầm thôi tiếng. Dạ, dạ. Tài cũng quá mất mười mấy ngày rồi nhưng mà không... À, 2 tuần là quá 2 tuần rồi. Sao mà đấy tập, bữa nay đi ngon lành rồi bỏ cây ra luôn. Bỏ cây rồi con. Nhấc cây lên, nhấc cây. Ờ, ừ, đúng rồi, đúng rồi. Rồi vô đi con. Dạ. Rồi là ba mẹ con sáng ra là đi tập. Dạ bọn con ngồi chỗ nào để tháo bột rồi nhỉ? Hôm nay bác sĩ xuống là để thăm. Con về con lấy cái ghế nhỏ em ưa ngồi cho em ngồi đi rồi lấy 2 ghế bữa anh hai mua cho em ngồi đi cho cô chú dễ cắt. Tháo bột rồi kiểm tra luôn xem với này tình hình tập thì bữa nay đi sõi rồi mà. À, đi được em. Để cá bột đi luôn, khổ thân. Dạ. Thằng này đi ấy hơn con nhỏ này đi kêu cộc cộc cộc. À. Mà cũng chạy. Mà không rắc đi được mà. À, đi nhún nhún rồi này. Dạ, nhưng mà chân bữa nay nhìn thẳng rồi đúng không? Dạ. Cái chân đó em thấy nó ấy quá nó không bằng ở này. Ta phải phải dạ. Bé này do nó mập quá đó. Mập quá nhìn nó cộc cộc á. Nó trồng nó hoài. Nó nguyên rồi gói. Em đã ngứa nó bực bội. Ấy đi cho lộn tả cho khỏe không mày tả không. Dạ. Đi tìm hai ghế quá. Cái ghế xanh có hoa nha. Ghế vàng có còn. Tại do tình hình dịch bệnh nó căng quá cho nên là dạ. Không có thể nào mà đưa mấy bé lên trên đó được. Cho nên là phải thôi xuống làm mổ cho mấy bé chứ bây giờ để lâu quá mấy bé nó cũng. Ghế xanh của con này. Dạ dạ. Thôi ngồi ngồi đi. Dạ dạ. Ngồi vậy xong lấy cái gì kê chân lên không? Kê lên. Này tháo bột mừng không? Mừng. À, mừng hả? Rồi. Ừ. Ơi. Nói nhà không bán cái số này trắng rồi. Không bán không đi bán dạ, số mấy mẹ cho nên là trắng dạ. Trắng được gái ra đúng không? Ừ. Đúng không? Dạ bán số phụ em á. Em lên xe khách ra không được, em bán vòng dưới bán xe khách, nó bán xe khách. Không kệ là 2 tháng nay thất nghiệp không bán buôn gì hết. Ở nhà thằng một bả xuống kìa. Này tháo lên xong tí nó đứng cho chú xem hả, à. Đi cho chú xem à. Để em lấy cổ điện. Bé em, hai bé này là tập đi lâu cho cô, chị cái à. Bác kêu em tập cho nó đi là à. Em tập nó đứng lên đứng có nghĩa là bác có gọi điện xuống dạ. Báo bác gọi điện xuống báo bác kêu em làm gì em làm đó dạ. Dạ. Cắt bé này tới đi thằng kia giật để mày mở cái khăn ra đi nó mình xẹo luôn mở khăn ra nó luôn vậy nó muốn bung trùng ở đây cột rồi. lấy cây chọc vào trong hả? Tí nó lấy xong lấy cái này để lại làm kỷ niệm nha. Để cho bác
có cái lấy cái ghế này để nằm xuống xong bắt đầu là kê này. Này con bỏ bên đấy cho chú ơi. Dài quá. Để nó dài quá rồi. Gỡ qua lấy keo cho lấy cây chọc vào. Bỏ nước tùm lum mấy cây ba cái bột. Ở trên giường mới nào ngày em muốn đủ mấy chọc. Bữa này hình như càng ngày càng bự ra vậy. Nó bự nè anh ơi. Bự ra đúng không? Nó mập hơn bữa trước. Mập hơn. Em giảm nữa, không cho nó ăn nhiều nữa đó. Không cho ăn nhiều nữa. Ông ngoài đếm nổi nữa hả? Đẹp rồi, đẹp rồi. Nhưng mà thẳng rồi, không như ngày xưa nữa. Khỉ. Giống tự thiên à. Đặt tên lại kêu bằng khỉ nhưng mà nó lâu quá nhóc rồi. Ở chừng bầm hàm hôi quá. Thấy chưa? Tí nó lấy cái gì lau lại. Dạ. Lấy cái khăn lau. Hồi nhúng nước rửa tắm. Tắm rửa đi xong. Tắm được phải. Đau hả? Rồi. Rồi, đau xong rồi. Đau hả? Đau không? Đau. Lên cái nào? Sau còn phải lên để kiểm tra lại nữa. Tôi để bác coi, để bác khám. Coi bác sĩ rồi tôi khám mà. Tay một quý. Rồi con bỏ cái chân bên kia đấy xuống bên kia. Bỏ chân xuống này, để chân xuống, lấy chân kia lên, nhọn cái chân kia lên. Rồi bỏ chân này bỏ xuống này. Tôi. Đây đây cái, đây cái. Coi lại để xuống. Con coi nhà đang để xuống này. Đâu à? Hay tê tê tháo ra nó mất cái cảm giác nó đang nặng nặng rồi giờ tự nhiên nó nhẹ. Cái kia nó bọc lại thì đỡ nhẹ. Co dò lên này, co dò lên về để xuống kìa. Chiên ghi chắc ngon hơn chiên này à? Chiên ghi ngon hơn. Chiên ghi nhìn đấy, giờ hôm nay cả nó bự quá. Đấy, mập quá, nhiều thịt quá. Bữa này cái đùi nhìn bự nhỉ? Ăn bớt lại đi. Giảm cân, giảm cân. Giảm cân tập thể dục đi. Khi mà đang gầy mà mập lên nó khó, nhưng mà đã không mập rồi gầy xuống hơi khó.
kho, muốn hơn muốn kho. Cô chị này về sau mình nhon lắm này. Mới về mà băng bột rồi mới về mình nó vậy á. Còn mấy thì hồi lúc mới lên tới vậy vậy luôn. Không, nếu mà không dịch thì phải đưa lên cho đó chụp phim lại kiểm tra lại. Dạ. Nhưng mà bây giờ cứ tạm thời cứ tháo bột ra cho mấy bé tập ở nhà trước cái xong sau lên lên để chụp phim sau. Khi nào ấy bác với anh cho em hay rồi. Dạ. Ừ. Chú Thống về chắc chưa đi được luôn. Chú Thống về chưa đi được luôn. Chú Thống ở đây cũng chỉ tập bởi vì có thằng gì á, anh Tiến đi giỏi rồi đó. Thằng gì ở ngoài Đồng Xoài á. Bự bự đấy đúng không? Dạ. Giờ con bé Huyền ấy giờ cũng đi được rồi. Ờ, đi giỏi rồi. Em thấy ba của ấy quay cho em con thấy đi gì vậy? Đấy, nhìn đẹp đấy. Căn bản do mập quá nhìn. Cái đùi bự thật. Để chỉ coi nha. Chân nó bị băng. Tay mạnh dạn lắm. Chân không nhắc luôn. Đây nè. Đây nè. Nè, thấy cái chân thẳng. Mẹ, cái thương da gần con nè mẹ. Cái thương hết rồi. À, nó còn cong cong nữa nha. Đó, nhìn đẹp á. À? Đắp cái ghế ra bỏ từ từ đắp ra. Lùng lùng hơn hả? Trước là nó khuỳnh ra vậy, giờ nó thẳng vậy. Tháo gà mát không? Thế không? Giờ thấy nhẹ hẳn đấy nó, giống một tập khinh công đó. Nhẹ rồi, gán tập đi nghe con, giờ phải tập đi á. Không có bột nó kìm được, giờ mình phải tự đi mình gán á. Đúng rồi, đúng rồi. Trước là có cái bột nó giữ cái chân. À, có bột nó kèm phụ, giờ mình dở bột ra mình đi hơi cực đó, gán là cái gì mình cũng gán. Con để dọn xuống từ từ coi, gỡ lại cho mẹ coi. Từ từ, tự mình nhắc từ từ. Mình giống chú Thống nè, nói chú Thống không tập, giờ con làm sao? Được, nè, nè, trên đây, cầm xe. Tập đi, cái gì nè. Cái mày. Yeah. Có cái khăn ướt này lấy lau sơ đi trong tí nó tắm. Cái đùi, cái đùi cái này bự quá. Con phải tập từ từ cũng mới nó nghiêng đi đó. Đúng rồi, từ từ thôi, từ từ, đúng rồi, đúng rồi. Từ từ coi số đường đó. À không sao, không sao, coi là. Từ từ. Làm những cái gì vui. Rồi, ngày ngồi trên ghế, thả lỏng chân ra nghe. Rồi bắt đung đưa chân nè, thử đung đưa chân nè. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đấy, đúng rồi. Đây là hồi mà nhúng nước mẹ làm. Rồi đúng rồi, đi tắm rửa đi nghe. Nấu nước 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 ấm ha. Nấu nước ấm rồi sau đó lấy cái khăn đó. Nghe, nhúng cọ nó đi là nó bằng hết này ra. Đúng rồi, đó đó, đúng lắc cái chân vậy này đúng rồi. Bắn rồi bắn rồi.
cái bột ngủ mà dùng ba cái ấy rồi. À. Chị Nga nhìn thấy mất cửa à. Chị Nga nhìn thấy mất cửa à. Chị gói thì phụ lên, chị gói có phụ đâu. Chị Nga nó ấm. Chị gói có phụ lên chứ không có trang cái đầu tà hiên à. Rồi, tốt ạ. À. Cô chị giỏi hơn. Rồi, đây. Là con đung đưa cái chân cho chú quay nào. Đó, đó đúng đó, rồi, đúng làm rồi. Khỏe hơn bền đó. Bồn làm coi. Đấy, bò mà nhịp chân rồi về kìa, thấy không? Nhịp chân này. Giờ nó không khuỳnh ra hai bên nữa. Rồi. Thử 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 đứng bé con thử đứng đây xong con vịm em thì em đứng lên thử. Dẫn em nhé. Từ từ con, từ từ con, từ từ, ừ. Rồi, chị giữ, rồi, con xong đứng cho con thử, thử đứng buông rồi. Giữ giữ cả thằng em mà không em nó té rồi. Con đứng, em đứng, đứng, đứng từ từ, đứng, đứng đứng thẳng, rồi từ từ buông tay ra. Rồi, rồi đi từ từ cái. Đứng, nhéo đứng không? Đó, giờ cứ tập 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 từ từ. Đó, thằng em đi luôn hả? Em chịu chơi cái gì? Ngoài. Đó, giờ cứ bím đấy đi, giờ đi nhờ chân đâu. Giờ đâu bị khuỳnh nữa đâu. Nè, tè cứng như gần nha. Về giờ giãn đi. Ở này nó y luôn mấy cái mang này đi nó nổ mày. Mày già là gì chị đẩy em giữ chị nhí. Đi đi hai, đứng đây. Đi à. Đi bằng chân nó quẹo bằng chân bồng bằng chân nó không có bình bằng chân nó đi nó lận lận cái mắt cá nó con phải cầm đi đi bằng dép nữa nè bằng dép rồi ngồi ngồi xuống đấy em nó đi được rồi kìa nó đi con ngồi xuống. Ủa, hai đứng rồi đứng mà không đi. Này, sắp phải đóng cho nó cái giày nẹp. Đóng giày nẹp. Đứng ở cái gối này, cái gối nó rất là yếu ha. Đứng gối lên. Đứng lên là bị khuỳnh đúng không? Đứng lên bẻ lại cái gối ra ngoài ha. Nha. Hai người đóng cái giày nẹp. Ha, cái bẻ này, cái gối nó rất là yếu nha. Dạ. Rồi đóng cái giày nẹp để cho nó thẳng cái gối ra này. Nó mới ngày chân. Dạ. Nó mới đẹp được nha. Rồi, thôi mấy em thế rồi. Đóng cái giày nẹp để đi thì vậy là bé trai chắc là ok hơn đúng không? Bé trai. Gối nó rất tốt. Bé này cái giống như cái cơ thể nó nặng nó đè xuống nó quen cái gối của nó rất là vững. Bé này thì bị chân cái chân trái này gối nó yếu lắm. Nên bây giờ phải đóng cái giày nẹp ha. Nó mang thì mang giày nẹp thời gian như này này. Cái chân nó phải ngay như này. Nó phải ổn định nó phải. Nó đứng lên cái gối nó yếu quá nó bị này. Hai hay đứng thử ha. Mang này thời gian với mang cái nẹp, bằng cái nẹp thì để cho cái gối nó vững. Nói chung là chân này giờ nhìn là đẹp rồi nhưng mỗi cái đầu gối là hơi yếu. Đầu gối chỗ này nó hơi yếu này. Cho nên là đóng cái giày nẹp cho bé để. Sao này có nước nào? Cô mập đứng lên cho chú coi nào. Đi coi. Đi đứng qua đây chú coi này. Đi lại chú này. Đi thẳng nha, đi bước nào hay bước đó, đừng có đi đừng đứng nghiêng nghiêng kiểu đó nữa. Đi giống kiểu cái thói quen nó cứ nghiêng vào hai bên. Con đi có đừng lắc người cái nào. Con đi có đừng lắc người. Bước thẳng luôn. Đừng có lắc người. Ừ, cho con đi vòng với chú mẹ đi. Đừng lắc người, đừng lắc người, cứ đi thẳng, bước nào bước luôn. Ừ. Rồi. Rồi được rồi. Con thử đứng lên chú coi nào. Bé này cũng phải nó nhìn bây giờ chân nó nhìn nó cũng con bé con ra con đỡ em cho em bước mấy bước cho chú coi nào. Đi con đi đây nè. Ừ, bé này cái đầu gối hơi yếu. Đầu gối của con nó hơi yếu. Rồi con vào ghế ngồi đi. Nói chung là đi cũng đi được nhưng mà đầu gối nó hơi yếu. Bơm thì ngon rồi đó.
Bé này thì nói chung là chân cũng được rồi, nhưng mà đây phải là đóng cái giày nẹp. Bây giờ ở nhà để bác sĩ dặn này, cứ tập đi. Thôi cho cháu đi nhé. Dạ. Xe bớt dịch thì lên để đóng giày chỉnh hình. Dạ dạ. Mang giày. Mang giày chỉnh hình chừng 6 tháng, 5 sau nó vẫn gối lại này. Dạ dạ. Vậy là có nghĩa là bé mập mà giờ hai bé là cứ cho ở nhà, cứ cho tập đi, tập đứng bình thường nhá, đừng có tập quá sức ha. Cứ tập bình thường rồi khi nào hết dịch á thì đưa hai bé lên, thứ nhất là tay khám, chụp phim chụp hình xem cái chân nó như thế nào. Cái thứ ba nữa là đóng cho bé một đôi giày nẹp để cho nó tập đi, cho nó vững thêm cái đầu gối. Bởi vì cái đầu gối của bé nhìn nó hơi lỏng á, nó đi nó không được chắc cái chân. Đó. Dạ, chưa kìm được. Nhưng mà cứ tập đi đi nha con. Vậy là ok rồi ha. Cứ tập đi nha. Tập đi xong rồi nếu hôm sau lên thì bác kêu bác đóng cho cái giày nẹp. Giờ hai đứa mình gọi cho con hướng dẫn. Này Tháo Bột thích không? Vui không? Dạ vui. Vui vậy hả? Con vui không? Dạ vui. Chịu khó tập nha. Dạ. Để em đưa cho chị cái phiếu hôm bữa này. Cái này là cái phiếu hôm bữa. Ấy nhà trường làm cái gì em đưa. Dạ dạ. Trong nhà trường ta xin đó. Dạ. Còn cái từ hôm bữa nay về thì này hôm sau là mấy bé lên tay khám nữa, đóng giày nẹp nó chắc là tốn tiền nữa này. Nó chắc em nhờ anh rồi. Dạ dạ. Yeah. Cứ ở nhà cứ tập cho mấy bé đi nhiều cho nó sói. Đi cho nó sói cái chân đi xong bắt đầu là khi nào hết dịch ấy, thì có gì là lên. Như cô em bây giờ là chân cứng rồi đó. Chân cứng nó mềm mới chịu khó tập là ok rồi. Còn chị thì tập nhiều hơn một tí thôi ha. Nha con nha. Không sao nha. Chịu khó tập thêm tí là được ha. Ừ. Hôm bữa em cái trừ cái lần đầu tiên thì em không nói nữa, không nhắc tới nữa ha. Dạ. Là có thêm một chị đó là chị Kim Thoa, Kim Hoa. Dạ. Chị Kim Hoa có gửi cho chị là 300 đô. Dạ. 300 đô nhưng mà trong đó là chị nói là biếu cho mẹ của chị 100 đô. Dạ. Ha. Dạ. Là em cứ giờ em cứ đưa cho chị là 300 đô đi, còn chị đưa cho mẹ chị 100 đô riêng ha. Dạ dạ. Là tổng số tiền là được 2 3 là 6 6 triệu 9. Dạ. 6 triệu 9 mà hôm bữa em chuyển khoản cho chị 3 triệu ha. Dạ. Để cho ba mẹ con lấy tiền ăn uống, chứ tại dịch bệnh không có tiền để đi không đi bán vé số được, không có tiền ăn. Dạ. Ha. Là bây giờ em đưa cho chị 3 triệu 9 nữa. Dạ. Ha. Dạ. 6 triệu 9 mới 3 triệu 9 ha. Dạ. 6 triệu 9 mà hôm trước có là chuyển khoản 3 triệu thì dạ, hôm nay là còn lại 3 triệu 9 ha. Dạ. Tại nghe nói khó khăn quá nên em chuyển trước, tại do dịch bệnh nên em cũng không đi xuống được á. Dạ. Nếu mà nó không dịch bệnh thì em xuống được, nhưng mà nó dịch bệnh cho nên nhiều khi em xuống không được. Cái số tiền này là của chị Kim Hoa ha. Dạ. Kim Hoa 300 đô. Dạ. Có đưa lên quầy à. Dạ dạ. Cầm giùm em. Đếm tiền cho. Hôm trước em có chuyển khoản xuống là 3 triệu rồi. Bây giờ em đưa thêm cho chị 3 triệu 9 nữa. Dạ. 1 triệu này. Lòng thủy à. 2 triệu này. 3 triệu này. Lấy tờ hiên lấy. Đây em cứ đưa 4 triệu đi ha, còn trăm cho mấy bé nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ dạ. Chị Kim Hoa. Chị Kim Hoa. Dạ. Cái tiền này chị có dặn là để biếu cho mẹ chị 100. Dạ dạ, để em cho mẹ 100. Dạ. Dạ, đưa. 100 đô là tương đương với 2 triệu 3 ha. Dạ, em cảm ơn. Dạ, rồi cố gắng cái tập trên rồi hôm sau nếu mà có lên tay khám hay nào kia có gì em nhờ bác sĩ xuống trở lên ha. Dạ dạ. Rồi về để xem nếu mà các cô chú có giúp thêm để đóng cho bé gái nẹp, một cái giày nẹp. Dạ. Chứ bây giờ cái giày này nẹp thì để cho bé nó cố định cái chân lại cho nó đi tập thêm một tí, còn bé trai này thì ok này, đứng lên chú con à. Khỏi vịnh luôn á hả? Ghê vậy. Nhưng mà đi đừng có lắc người nữa nha. Cái này là chân nhìn đẹp lắm mày. Còn bé gái là chân cũng ok rồi, nhưng mà đi tập thêm nha con. Không sao nha, tập từ từ là nó được ha. Chân đẹp thẳng. Dạ, chân đẹp và thẳng không bị khuỳnh. Ngày xưa là nó khuỳnh ra đây này. Ngày xưa nó khuỳnh hai bên này này.
Thì hôm sau lên khám rồi bác sĩ chụp phim chụp hình xem tình hình như thế nào ha. Chịu khó cứ tập tập về, ngồi về này, xong tập giảm bớt ăn đi. Giảm bớt béo đi. Giảm à, em giảm đó là. Thôi mọi người ơi, hôm nay thì mình cùng đoàn với bác sĩ Tố ở STO Phương Đông đó các bạn, thì xuống đây để tháo bột cho mấy bé. Thì bây giờ cái tình hình của mấy bé như các bạn đã thấy từ nãy giờ thì cũng đã ổn rồi. Nhưng mà riêng bé gái thì do cái chân cái đầu gối nó hơi yếu một chút, cho nên là bác sĩ đang nói là đóng cho bé một cái dây nẹp thì bé tập đi thêm một thời gian nữa. Còn bé trai thì ok rồi, bây giờ chỉ có tập đi ngon lành nữa thôi. Và nếu như mà qua dịch thì mình sẽ cùng với bên bác sĩ sẽ đưa mấy bé này lên trên bệnh viện để gọi là tái khám và chụp phim lại xem như thế nào, rồi tiện thể thì đóng cho bé này cái đôi giày nẹp cho mấy người lớn là hình như 7-8 triệu nhỉ, đôi giày nhỏ này của bé không biết bao nhiêu tiền, thì để chú về chú xem nếu mà mọi người giúp đỡ thì chú để dành cái tiền đó để đóng cho con đôi giày nẹp ha, nha, chịu khó tập nha, ăn ít thôi nha. Yeah, thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây. Tại lần sau nếu mà các bé mà có đi lên trên bệnh viện để tái khám cũng như lên bệnh viện đó, thì mình sẽ quay lại tiếp và mình chia sẻ đến mọi người. Còn bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Chào đấy con. Chào, bye bye. Chào, bye bye.